Trong khi đó các tuyển thủ khác như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh đang thể hiện sự hưng phấn khi quá lâu rồi mới được trở lại với những bài tập quen thuộc. Điều này mang tới sự lạc quan rất lớn cho câu lạc bộ. Vì như các bạn biết thì bóng đá là môn chơi tập thể và phải cần để huấn luyện viên có đầy đủ con người để lắp ghép đội hình, nhưng mà câu lạc bộ Hà Nội thì cũng quen với việc đó rồi và cũng phải thích nghi. Và đối với đội bóng Hà Nội thì anh em đã từng thi đấu với nhau rất là nhiều năm, và tôi nghĩ là cái thời gian để mà anh em trở về từ đội tuyển nên anh em ở nhà sẽ hòa nhập với nhau rất là nhanh. Đội vừa hội quân trở lại được vài hôm thì kế hoạch đã bị đảo lộn vì dịch Covid-19 khi Hà Nội cấm tất cả các hoạt động thể thao ngoài trời. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc tập luyện của toàn đội cũng như quá trình hòa nhập trở lại của các tuyển thủ sẽ mất nhiều thời gian hơn.